đội đã sẵn sàng chưa? Tôi vẫn chưa thấy tín hiệu sẵn sàng từ hai đội. Vâng, và hai đội sẵn sàng. Hai đội chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, rất nhanh chóng. Cả hai robot tự động đều mở được rõ 3 điểm nhưng đã phải đi trai một lần rồi. Vâng, một bóng của rô trong rô bàn tay của đội đỏ đã bị rơi ra ngoài. Chúng ta hãy xem là rô bàn tay của đội nào sẽ giành được 3 điểm trước. Vâng, và đội đỏ đã giành được 3 điểm tiếp theo rồi. Vậy còn rô bốt đội xanh. Vâng, rô bốt bàn tay của đội xanh đã phải đưa trái điểm một nữa. Và robot của đỏ vẫn tiếp tục ở mặt ghi điểm. Liệu có thêm 3 điểm tiếp theo không? Wow, tiếc quá. Và đội xanh đã hết quyền lui trai rồi. Wow, đội đỏ. Tự nhiên tôi thấy trên sân thi đấu lúc này thế trận đang nghiêng về đội đỏ. Đây được gọi là đội đỏ hiện tại đang độc chiếm sân khấu đúng không ạ? Một mình các bạn tỏa sáng rồi đó. Vì vậy là không có lý do gì mà đội đỏ không đạt những điểm cao nhất đúng không ạ? Chúng ta cùng cổ vũ cho đội đỏ nhé. Những chàng trai IHIT của chúng ta hiện tại có vẻ là có một chút lỗi kỹ thuật. Vâng, đến từ câu lạc bộ tin học và công nghệ trường Trung học phổ thông Biên Hòa. Có hai chàng trai chúng ta đang rất nỗ lực. Mình xin công bố đội đấu tiếp theo là đội tuyển bảng D là hai đội Explosion và đội KBA. Đề nghị hai đội chúng ta mặc sẵn trang phục và chuẩn bị đi chơi ạ. Và sau đội Explosion KBA sẽ là đội EDU và đội Mintrain ở bảng A. Chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng ạ. Có vẻ như cổng quang ở bên đội đỏ có vấn đề về kỹ thuật. Dường như bóng đỏ đang bị kẹt ở đâu đó. Quý vị thân mến, là chương trình của chúng ta sẽ trải qua 24 vòng đấu bảng. Sau đó thì mỗi bảng sẽ chọn ra một đội. Và hết giờ. Chọn ra hai đội xuất sắc nhất của bảng tiến hành vào thi trận tứ kết và chọn ra đúng đội xuất sắc nhất thì ổn được tiến hành chơi trận bán kết và cuối cùng là trận hai đội chiến thắng ở trận bán kết sẽ ở về với vòng chung kết ạ. Phần chơi của chúng ta về sau rất là nhiều hơn.